Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay hoa nở rất là đẹp, rất là rực rỡ luôn ha các bạn. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một chị. Thì đường đời trăm vạn nẻo, không cuộc tình nào và không cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân nào hết. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của chị gái này nhé. Rồi, chị chào em nha. Là bấm máy chưa chị? Bấm rồi đó. Dạ, em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ, em cũng rất vui khi nói chuyện với chị. Cũng lâu lắm rồi đó mới nói chuyện với chị được đó. Lần trước chị nhớ có hẹn một lần, nhưng mà dạ, như là em ngại hay là sao, hay là em bận việc? Em bận việc, tại vì bữa em hẹn chị, em chờ chị á, thì không thấy chị gọi. Cái bữa sau chị hẹn em thì em có việc. Dạ. Cho nên kéo dài cũng khá lâu ha. Chị nghĩ chắc là em coi kênh của chị cũng khá lâu lắm ha. Dạ, em coi cũng năm mấy rồi đó chị. Rồi em chào khán giả và em tự giới thiệu về mình ha. Dạ, em chào cô chú, anh chị, cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Chúc sức khỏe, bình an. Em tên Linh Chi. Em sinh 1974. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. 1974 là lớn tuổi hơn chị ha. Rồi nhưng mà kêu ha, chị cũng không sao. Rồi hiện tại em đang làm công việc gì? Em thì giờ là em mua bán tại nhà chị. Em hiện tại kinh doanh mặt hàng gì? Em bán về hàng ăn á. Em bán đặc sản tươi với rồi Tết thì em nói chung là em làm đồ ăn hay bán không ạ? Giỏi vậy hả? Tự làm rồi tự bán luôn hả? Tự sản xuất rồi tự bán. Tại vì nói chung là khách của em khách quen á, người ta thích mình ở nhà mình nấu á. Em thì em nấu được hết. Giỏi ở vậy nhà đó. Em đám tiền từ một mình em làm hết. Có khi cũng đi nấu đám dùm mấy đứa em rồi nó khai trương tiệm rồi đó. Đi nấu dùm. Rồi em làm công việc kinh doanh online đó là bao lâu rồi? Mới có 2 năm nay thôi chị. Hồi trước thì em bán tại nhà, em bán nhiều lắm. Trước là bán giống như là bán bia, nước ngọt, bán đồ đủ thứ đó. Bán tạp quá đó hả? Dạ, em bán lớn lắm. Rồi khi mà ly hôn á, rồi cái bán nhà chia ra. Thì giờ em mua nhà trong hẻm á, nhà nhỏ thì không còn bán nữa. Giờ chỉ là bán online thôi. Bán khách quen rồi bán ai đặt cái gì mình bán cái đó. Làm đồ ăn nói chung là chủ yếu là hàng ăn. Như là em thì thường em làm món này món kia đồ đi cho mấy người đó sớm á, được cái người ta ăn, cái người ta thích, người ta kêu mình làm bán cho ăn thử ha. Ở bên đây cũng vậy đó, khi họ chào hàng thì mình đi chợ họ cho mình ăn thử. Dạ. Đó là kinh doanh cũng hay đó. Rồi dạ. Em ly hôn bao lâu rồi? Em ly hôn nay 4 năm rồi chị. Em được mấy người con? Em 2 đứa con. Con gái thì có gia đình rồi, con trai thì đang học lớp 11 ở với em. Rồi lý do gì sao hai vợ chồng chia tay em? Nói chung là tại vì có người thứ ba á chị.
tại vì chồng em đào hoa lắm, đào hoa dữ lắm. Em thì em chịu đựng 20 mấy năm đó. Giỏi à. Tại vì em là cái tiếp phụ nữ truyền thống, cho nên là em nghĩ là mình có gia đình thì mình phải chịu đựng để mình nhịn nhục giữ cái gia đình của mình đó. Mà khi mà người ta có một gia đình mới, có con bên ngoài, wow, có con luôn dạ. Hả? Mà em á là từ đó giờ thì em chưa có trải qua mối tình nào hết á. Lớn lên rồi được cưới về, em khi mà em có chồng là em có 19 tuổi rồi. Về thì mình làm vợ làm mẹ thì mình chỉ biết chăm sóc cái gia đình của mình thôi, rồi chịu đựng hết lần này đến lần khác. Chị biết em ly hôn rồi tái hôn lại, xong rồi ly hôn lần thứ hai, ly hôn rồi tái hôn lại. Dạ, tại vì mình nghĩ lúc đầu thì ổng đi theo người ta thì giao nhà cho mẹ con em ở thì em cũng ở, em buôn bán, mẹ con em nương tựa với nhau. Rồi cái lúc đó là ổng đổ nợ, đổ nợ rồi bị bệnh rồi cái má chồng em mới năn nỉ em cho về. Rồi lúc đó là con em thì cái tuổi lớn mà tụi mình cứ sợ là sao mà sống vậy được, mình sợ mình đi bước nữa rồi con mình nó khổ, tại vì con em nhỏ. Rồi nghĩ là ổng đi ra ngoài thì cũng có một bài học đó, thì cũng biết suy nghĩ lại thì thôi ai bông bằng cha nó đó, rồi cho về đó. Cho về được chị biết đó, em cho về là lúc đó ổng đổ nợ, em phải cầm nhà em trả nợ. Wow. Là lúc đó hai người đã ly hôn rồi đó, ra tòa ly dị dạ, rồi. Đã ly hôn rồi đó. Rồi em cứ nghĩ là tại vì mình cứ nghĩ là chồng mình mà đó, về giống như mình lấy cái sự bao dung của mình ra để mình cứu giãn cái hạnh phúc gia đình mình. Thì tôi có con cái gì cũng cái tuổi lớn, thì cầm nhà, em cầm nhà em trả nợ, rồi sống cũng được vài năm. Ba đứa con trai lớn em nó mất rồi. Ồ sao vậy? Con trai lớn em nó là cầu thủ chị, nó đi đá từ thiện không à. Mình nó thương em lắm, nó có hiếu với mẹ cực kỳ. Con em tên gì? Dạ. Con em con lớn tên gì? Không, cầu thủ anh chỉ là cũng cầu thủ anh, giống như ở không có tiếng tăm nhưng mà nó là chuyên là đi đá banh, nó đam mê lắm chị. Rồi là lúc cho về là lúc đầu thì cũng sửa đổi, cũng biết chăm lo gia đình lắm. Từ khi mà con lớn em nó nhập bệnh thì theo như ở nước ngoài á, tại vì em bên bên chồng em cũng có mấy ông anh ở nước ngoài bên Đức á, thì ảnh nói là con em là cái hiện trạng đó là bị tiêu máu, mà bên đây thì nó tìm không ra bệnh, nó cứ nói là con em là hạ tiểu cầu thôi. Rồi là em nuôi con em 7 tháng trời, thì trong 7 tháng đó là chỉ có một mình em thôi. Em chạy nhậu này một kia, vừa tinh thần vừa vật chất, chỉ có một mình em. Thì lúc đó em mới cảm nhận được không còn ghi đặt gì nữa. Tại vì á, lúc em cho về thì em nghĩ là con lớn rồi thì nó sau này nó trưởng thành, nó có gia đình, thì còn hai vợ chồng già để chăm sóc lẫn nhau. Mà bây giờ cái nấm ruột của họ, họ còn không quan tâm, thì mình làm sao mà trông cậy cái gì. Thì em lúc con em bệnh là em đã có cái ý định rồi, nhưng mà mình nghĩ mình dồn hết tâm sức để mình lo cho con mình khỏe đi rồi mình tính. Chứ cái lúc mà cho ổng về là thằng con em nó không chấp nhận, nó không chấp nhận cho về. Nhưng mà do là nó thương em, em chỉ nói là ba có lỗi với mẹ chứ không có lỗi với tụi con, thì cái gì để mẹ nói con không có quyền nói. Thì nói chung là nó giống như bằng mặt, nó không có bằng mặt. Ở chung trong nhà mà nó muốn gì là
là nó nói chuyện với em thôi, chứ nó không có nói chuyện với ai. Đột nhiên nó đổ bệnh ra thì em mới thấm, em mới thấm cái cảnh một mình lăn lộn mình lo cho con. Thì tới khi con em nó mất á, là em làm 49 ngày cho nó xong, hay là ngày thứ 50 là em đưa đơn lần hai. Thì lúc đưa đơn lần hai á thì ổng lại đòi chia nhà, bán nhà chia, không biết tiếng. Nhưng mà em là cái tiếp phụ nữ truyền thống, em cứ nghĩ là mình, em là trong một cái gia đình đổ vỡ, em lớn lên từ trong cái gia đình đổ vỡ, cho nên em sợ con em nó rơi vô cái cảnh đó lắm. Em cái gì em chịu đựng hết, ẩm bồ bịch như thế nào, đi sớm về khuya như thế nào, em đều giữ con em, không có nói cho nó nghe cái gì. Khi mà con em mất á, thì hai đứa còn lại á, em mới nói, em mới kể, ngày em lên đơn ra là em kể hết cho con em nghe. Là bắt đầu là lên thì ổng đòi là giờ á, bán nhà, không biết tiếng. Là em bán luôn. Nói chung là cũng chưa bán như vậy, em nói là bây giờ á, để cho em hương khói cho con em tới 3 năm rồi em sẽ bán. Mà ông chị ông đưa đơn ra, tại vì em không có rành về pháp luật đồ này nọ, mình tao suốt ngày ở nhà chăm con buôn bán tại nhà mà. Thì khi ly hôn á là chỉ là hai vợ chồng giải quyết thôi, còn tài sản là tự thỏa thuận, mà em không có làm giấy, không có làm giấy tờ gì hết. Em chỉ nói là bây giờ á, nhà thì ai cũng có quyền ở, nếu mà ai có gia đình thì đi để lại nhà cho con. Nhưng mà không ngờ 2 tháng sau thì tò mời em là nói là tranh chấp tài sản sau ly hôn. Thì bắt đầu là em lên em thỏa thuận đồ kéo dài là từ đầu dịch là kéo dài không được, thành ra là mới bán chia ra tiền em đi mua nhà ở chỗ khác, thì em đâu còn buôn bán gì được nữa, hàng giờ chỉ bán ở trên mạng. Nhưng mà cũng trời thương thì cũng mẹ con thì cũng sống được. Nhưng mà lúc đó thì sốc lắm chị. Mình cứ nghĩ là thôi mình ở vậy đi, để lúc đó em còn mẹ em đó. Mà từ đó tới giờ mẹ em thành một tay em chăm sóc lắm, tại em là chị lớn trong nhà. Em một tay em chăm sóc mẹ em thì nghĩ thôi giờ để phụng dưỡng mẹ chứ lo cho con nó ăn học đàng hoàng. Nhưng mà từ khi mà mẹ mất ngay 2 năm, từ khi mẹ em mất thì cảm thấy con cái nó lớn rồi, mình nghĩ là mình cũng không có sống một mình như vậy hoài, ai cũng phải có quyền tìm một cái hạnh phúc cho mình. Mà từ xưa giờ nói mà hai chữ hạnh phúc đối với em thì nó sai, nó xa vời. Cho nên là nhiều khi á, lên đây thì cũng ngại, nhưng mà em nghĩ á, nếu em không lên thì không ai biết em, mà em cũng không biết ai. Tại vì em là chỉ cái ưu điểm của em là chỉ thích nấu món này món kia, chăm sóc gia đình rồi dọn dẹp nhà cửa rồi, em chỉ thích vậy thôi, chứ cũng không có thích mà đi bạn bè rồi này nọ. Thành ra là nghĩ thôi kệ đi, giờ mình lên mình tìm một người, biết đâu cái duyên nợ của mình nó đến thì mình cũng có một cái hạnh phúc. Với con thì giờ nó lớn rồi, cũng có những cái riêng tư của nó. Em mà sau khi mà em về em chỉ bệnh cho ông xã em á, rồi ông xã em hết bệnh không? À, bệnh thì bệnh tiểu đường mà chị. Là hàng tháng thì vẫn đi tái khám. Mà nói chung là em cực lắm. Trong gia đình hồi xưa là nuôi mẹ nuôi em rồi này nọ, khi có gia đình coi như là trong nhà là chăm sóc món ăn từng thành viên. Em một thời gian em buôn bán rồi dọn dẹp nhà cửa, nấu món này món kia, coi như là ai thích món nào là em nấu món đó. Còn đồ ăn của ổng là riêng, đồ ăn của ổng là đồ ăn tiểu đường, là lúc nào cũng phải riêng hết. Mà em á thì lại thích cái bữa cơm gia đình, mà
thấy ai mà nhìn thấy gia đình em có một bữa cơm quay quần với nhau đó. Tại vì ổng là khi con em nó ngủ thì ổng mới về, còn sáng ổng đi thì con em nó chưa có thức, cho nên là ăn là chỉ có mấy mẹ con ngồi ăn với nhau thôi. Ê, em nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là dễ tin người, thấy ai khổ khổ là mũi lòng lắm, mình có khả năng gì mình giúp mình, sao này người ta hại mình không à chị? Thấy nhiều lắm. Em thì thật thà lắm, chơi với ai cũng vậy, rất là thật. Còn ví dụ như mình chơi với người đó, mình thấy người đó khó khăn hay là gì á, mình cảm thấy mình giúp được là mình giúp. Nhưng mà sau này là còn thiệt thòi là vì mình, hoặc là mình bị gạt không. Rồi bây giờ nếu mà sau cuộc hôn nhân đổ vỡ như thế, bây giờ em muốn tìm một người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em chỉ cần người đó thương em là đủ, có trách nhiệm với gia đình, biết lắng nghe, nói chung là biết chia sẻ. Để giờ đâu có cần đòi hỏi gì, chị cũng đâu phải còn trẻ đâu, mình chỉ cần một người thấu hiểu và biết thương mình thật lòng, có trách nhiệm với gia đình để cùng nhau đi hết phần đời còn lại thôi. Em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Chung là phải lớn hơn em. Lớn hay em hơn em khoảng bao nhiêu tuổi? Cỡ mười mấy tuổi cũng được. Tại vì em chỉ thích lớn tuổi thôi. Chứ là nói chung là em không có thích cặp bồ. Em chỉ thích là mình tìm một người nào tìm hiểu thì phải có thực tế, phải giống như là tìm một người tạo một cái máy ấm, chứ không phải là để cặp bồ này nọ em thích. Cho nên là em ít có ra ngoài lắm, chỉ là tối ngày là nấu nướng dọn dẹp nhà cửa đồ này nọ, em ít có đi đâu lắm. Bây giờ em định đi thêm bước nữa như thế này, các con của em có ủng hộ không? Con em nó kêu em lên đó chứ. Vậy đó, dễ thương vậy. Thấy á, rồi nó nói thôi mẹ, mẹ lên đi. Rồi, mẹ vui, là tụi con vui. Tại vì mẹ khổ nhiều rồi. Bây giờ mẹ sống sao mẹ vui, ai đem đến hạnh phúc cho mẹ thì mẹ chỉ đó. Mẹ làm sao đừng có gặp cái người giống như ba. Con gái em nói vậy, đừng có gặp cái người giống như ba. Em mà sao mà em phát hiện ra ông xã có gia đình khác bên ngoài luôn? Tại vì cái người đó ngày xưa là em có căn nhà cho thuê cho gia đình người đó thuê. Thấy khổ quá chị, thấy khổ quá, quen mà thấy khổ quá rồi mướn á thì cái phòng có một chút à. Rồi lúc đó là nói chung là chồng em ổng đi ở ngoài á, ổng gặp rồi ổng mới về ổng nói em, ổng mới nói là thôi giờ thấy là, tại vì cái thằng anh của con nhỏ đó nó là lính của em rể em, cho nên là hai gia đình cũng biết nhau. Thì ổng về ổng nói anh thấy nhà nó mướn cái phòng nhỏ xíu à, một tháng á 2 triệu, thôi giờ nhà mình ở bển nó để không làm gì, cho nó mướn đi, coi như là ta coi nhà cho mình luôn. Thì em nghe thì thôi cũng được, mới cho mướn. Mà cho mướn như đó nè, em đang mang bầu thằng út em, chứ nhà em buôn bán vậy em đâu có đi đâu đâu. Cái cứ cho mướn là hạnh gì làm, cứ tự nhiên sao á, bữa đó là em cái trực giác nó sao á chị không biết nữa, em mới nói là thôi để đi qua coi ta ở sao, ta mướn mấy tháng rồi mà mình không có qua. Thì khi em qua là không có ai ở nhà hết, em mới gặp mấy cái chị ở xóm á, cái chị mới nói là ủa em có nghe chị không mà em đi qua đây. Cái em mới nói ủa em đâu nghe gì đâu, tại vì em cho người ta thuê mà mấy tháng nay em không có qua,
cho năm nay em qua em coi thử mình là ở sao. Thì cái chị đó chị mới nói là chị thấy mà chồng chị không có cho gọi cho em. Chồng chị nói là chị ta làm gì làm, bà đừng có nhiều chuyện. Cái em mới nói chị thấy gì chị nói cho em nghe đi. Thì bà mới kể, bà nói là bà thấy chồng em sáng 5 giờ sáng thì bà qua đây rồi, mà 7 giờ mấy chồng em mới đi. Tại vì lúc đó là chồng em có chiếc xe du lịch rồi là cho thuê, nhưng mà để cái xe du lịch ở trước sân á, sáng là ông qua lấy đi. Cái em mới nói tụi thường vậy hả, trời ơi ở đây ai cũng thấy hết trơn á, ai cũng muốn nói cho em á mà không dám nói. Chị thấy em đang bầu quỳ cũng không không có dám nói cho em nghe. Thì chị nói vậy thôi, em coi em để ý chứ hả, ổng qua đây lúc nào 4-5 giờ sáng tới 6 giờ mấy ổng mới đi. Thì thật sự là chồng em ổng dậy sớm lắm, 5 giờ mấy là đi mất tiêu rồi. Thì bắt đầu cái ổng về em cũng không nói gì hết á, em chỉ nói là ủa anh cho thuê rồi tiền nhà đâu mà sao mấy tháng này tôi không thấy. Mà tháng này là anh để tôi qua lấy nha, chứ là anh không có lấy, để tôi qua bển tôi lấy. Thì tháng đó dọn đi, tháng đó là Ủa dọn nhưng đi mà cô đó cũng có chồng hả? có chồng mà thôi, chồng vậy Ồ, có chồng mà thôi về chứ. về đó ở với cha mẹ. Cái gì tự nhiên cái ổng đem tiền về ổng đưa em, ổng nói nè tiền nhà của người ta nè. Cái em nói ủa sao kỳ vậy, nói người ta dọn đi rồi. Thì từ đó tới sau là em không biết gì hết, em không biết tin tức, không biết cái gì hết á. Thì khi mà em biết ra người này người kia báo em rồi này, thì khi em biết ra thì nó gần xong rồi. Thì lúc đó là em cũng có tới em nói chuyện, em nói chuyện thì là nhà thuê luôn, thuê ở chỗ khác đó. Em vô em nói chuyện thì cũng mang giặt chữa mà, thì em cũng không nói gì hết. Em chỉ nói là bây giờ đó, nếu như em thương ổng thật lòng thì em nói ổng ký giấy ly dị cho chị. Tại vì đưa ra tòa lần đầu là đưa ra tòa mấy lần ổng không ký. Ổng nói là vợ con không bỏ, ổng mới ăn chơi ở lầm thôi chứ vợ con không bỏ. Rồi cái ổng cứ về ổng năn nỉ em là để từ từ sửa cho thời gian đi. Rồi người này người kia cũng khuyên, má chồng em cũng khuyên, má chồng em nói là thôi con bây giờ cứ hai mạng người là con cũng từ từ đi, con để nó xanh đi tính cho. Thì nói chung là nghe cũng xìu lòng, nghe em cũng xìu. Tại vì từ xưa tới giờ em đâu có một mối tình nào, em đâu có ra ngoài xã hội em giao tiếp đâu. Từ khi biết là em nói chị ở nhà lo buôn bán con cái vậy đó, mà thấy ông vậy chỉ cần nhìn ổng thôi là nước mắt nó trào ra thôi chứ không có nói gì được hết. Rồi cái em cũng không có nói gì hết á, em chỉ khóc thôi. Cái ổng nói là để từ từ đi, để từ từ giải quyết chứ giờ là anh bỏ đời nguyền của anh. Khi em vô em nói chuyện là cái ông chủ nhà ổng thấy em, xong cái ổng em đi ra thì ổng mới kêu em vô nhà ổng. Ổng mới nói bây giờ tôi nói thiệt với chị, giữa cái xã hội này không có người nào như chị đâu, không có cái người nào mà vô mà nói chuyện với vợ nhỏ mà ngồi nói chuyện như chị đó, là tôi rất là phục chị. Và bây giờ chị bằng lòng để cho nó ở đây không, nếu chị không bằng lòng thì tôi đuổi nó đi, chứ lỡ có chuyện gì rồi ảnh hưởng tới nhà trọ của tôi. Em mới nói thôi anh cứ để cho nó ở đi, vì bây giờ nó tới hai mặt người lần em không có làm gì nó đâu. Ông nói chị hay, xã hội thời nay mà chị dân chị bình tâm chị nói chuyện rằng là chị hay lắm á. Em mới nói là tại vì em có hai thằng con trai cho nên em không muốn làm cái gì để sau này con em nó lãnh, cho nên là anh cứ cho nó ở đi rồi nó sanh đẻ xong rồi em tính. Thì em cũng ngồi em nói chuyện, em nói bây giờ chị không có tiếc thai gì cả, tại vì chị với em cũng có xa lạ gì hết. Thì bây giờ em cứ nói em thương ổng thật lòng thì em nói ổng ký đơn ly dị cho chị,
Còn nếu không, cứ tâm đẻ đi. Nếu đúng con tôi chặt chị sẽ bắt nó về và chị cho em số vốn để em tìm một người sống danh chánh ngôn thuận cho đàng hoàng. Chứ còn em theo chồng chị, suốt đời em chỉ là cái bóng thôi. Tại vì em cũng chứng kiến chị đưa ra tòa mấy lần chồng chị đâu ký. Thì nếu chồng chị không ký thì em chẳng có danh phận gì. Rồi mà nói là má nó ngồi cản trước mặt em thôi, nó là ngồi từ xa chứ không không có ngồi gần em. Thì em chỉ nói vậy thôi. Rồi cái ba má nó cũng hứa dữ lắm chị, hứa à, thôi Thiến về đi, tôi hứa với Thiến là con tôi sanh đẻ rồi tôi chấm dứt rồi. Nhưng mà em lên được có một lần rồi trả nhà đi chỗ khác nữa. Cứ vậy đó. Em nói hả? Rồi về cứ người này gọi điện, mới thấy ổng chở người đó, người kia gọi điện. Em nói chị muốn quên mà quên cũng không có được. Phụ nữ mà em cứ nhìn con em khóc thôi. Em cứ nói là giờ con mình vậy, mẹ để cho nó một cái cha. Cứ vậy đó rồi kéo dài cũng mấy năm. Mà bắt đầu ly dị xong rồi ổng đi. Đi thời gian thì ổng về, về cũng năn nỉ, ỉ ơ, đồ này, nọ, thứ hết. Rồi em cũng cho về. Cho về rồi khi mà con em mất là em quyết định được. Từ đó giờ em cố giữ gia đình mà em gì cái thằng lớn em. Ngoan lắm, nó ngoan và nó rất là có hiếu với em. Cái gì cũng thôi cho mẹ, chỉ cần nhìn mặt mẹ khác cái là đi theo hỏi han thứ hết á. Thì lúc đó em chỉ nghĩ thôi là mình cứ giữ cha cho con mình thôi, rồi á mình cũng có con mình nó ăn ủi thì về già con mình ăn ủi đi. Với lại bây giờ lỡ cho về không lẽ giờ mình đi thôi lần nữa thì ai coi ra gì. Rồi con cái lúc đó là gần ứng giả rồi. Đâm ra là em chịu hết. Chị em biết hả? Sau đi khi đi lần hai này là ở với cô ấy luôn hả? Ở với người khác chị. Không, không có ở với nhỏ đó. Tại vì á là nói chung á là lúc mà con em mất á thì nó cũng có, tại vì nó thường liên lạc với em chồng của em đó. Rồi cái nó cũng hỏi ha, được vậy đó. Như vậy thì nó em ai cũng hỏi thì em nghĩ là chắc là về ở với nhỏ đó. Cái sau này cái nó nhỏ đó nó là thấy ổng là đi với người khác, đi vô ăn sáng là ăn sáng với cái người đó. Cái nó mới gọi cho em chồng của em, nó nói là anh nói với chị Chi á là ảnh không có sống với em đâu. Ảnh với chị Chi ly dị nhưng mà ảnh không có sống với em. Giờ đó mẹ con em, hai mẹ con sống nương tựa với nhau đó. Là em có gặp ảnh ở trong quán vậy đó, mà ảnh làm đơn, ảnh coi như là không có quen biết em đó. Là cái thằng em chồng em nó mới gọi cho em, nó nói. Em mới nói là đối với chị giờ chị không, không có còn liên quan gì hết. Đó là nói chung là cuộc đời em nó có nhiều cay đắng lắm chị. Ủa mà em ông xã em làm công việc gì? Ổng làm mua bán xe cũ đó chị. Mua bán xe máy cũ. Là công việc của ổng là nói ổng đi là đi suốt á. Tiếm mà có khi nào mà nói mà về mà đúng với mẹ con em. Như khi mà là giống như có cái đám gì ở nhà nấu ra thì con cái nó ở nhà gọi chồng về, về ăn xong rồi đi tiếp. Có tường cũng có nhà đồ này nọ, nhưng mà dần 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 cái cản rồi cái công việc với là con cái mình phải lo nấu nướng rồi đưa đứa con cái học hành lại, dần dần chán rồi không muốn nói nữa. Rồi bây giờ nếu mà yêu lại lần nữa em có muốn người yêu có tính lãng mạn không? Lãng mạn thì em rất là thích. Tại vì từ đó giờ em sống với ổng hai mươi mấy năm, ổng chưa nhớ ngày sinh nhật của em.
không có lễ gì mà phải là về chở vợ con đi ăn hay là sinh nhật em rồi chở em đi ăn đồ là không có, như là ổng không nhớ luôn. Chỉ có là từ lúc mà con em nó lớn á, nó hiểu biết á, là thằng con trai lớn á, nhà mai sinh nhật là tối nay là chúc mẹ rồi đó, chúc mẹ rồi cái cho tiền mẹ rồi kêu mẹ mai mẹ nấu gì ăn cho mẹ, là em chỉ là nhận quà từ con em thôi. Rồi thí dụ bây giờ một người mà muốn làm quen với em, họ hút thuốc uống rượu á, thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ cái đó thì cũng bình thường thôi chị, tại vì cái cách mà xã giao ngoài xã hội mà thì cũng như là thuốc là hạn chế thôi, chế mức độ cái giống như mình hút trong cái không gian nào cho phép thôi, thì giờ cũng là sức khỏe là quan trọng. Nếu em thì chung là em thoải mái lắm, em rất là hòa đồng. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Không chị, Nếu bây em giờ em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay em muốn giới hạn đâu đó thôi? không, ở đâu cũng được chị, quan trọng là hợp thôi, hai người nói chuyện đều có những cái trao đổi mà hợp với nhau, cách sống hợp với nhau là được rồi, không có quan trọng những cái chuyện đó. Tại vì mình đến tuổi này thì em đã nói chị là hai chữ hạnh phúc đối với em nó xa lắm, cho nên là khi mà em quyết định em đi bước nữa thì em chỉ là tìm một cái hạnh phúc cho riêng em để có người bầu bạn sau này trong cái quãng đời còn lại thôi, và phải hợp thì mới sống với nhau được, chứ bây giờ mà mình ra khắc khẩu hay là nó hai cái tính cách nó trái ngược thì sống như vậy cũng đâu có hạnh phúc, đâu có vui vẻ gì đâu chị, là quan trọng là người hợp với nhau. Rồi em coi video của chị cũng khá lâu vậy đó, em có để ý được anh nào trên kênh của chị không? Nói chung là em thấy cũng nhiều lắm, nhưng mà thôi để người ta chọn mình đi, tại vì em thì chỉ là bày tỏ bản thân của em thôi, dường như mà có anh nào thấy đồng cảm hay là cùng chung cảm ngộ rồi á, có tiếng nói chung thì lúc đó thì gặp, chứ còn nói chọn thì em cũng dám chọn. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ, thì trước tiên là em cảm ơn chị Quỳnh, chúc chị Quỳnh là gia đình chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc, và em cũng xin cảm ơn cộng đồng cô chú anh chị trong và ngoài nước được chúc bình an. Giờ thì chúc là chỉ là cầu mong cho mạnh khỏe với bình an thôi, như đó là đủ rồi. Bây giờ là chỉ cầu sức khỏe là quan trọng nhất ha. Dạ Ok em, bye em, good night em nha. dạ rồi bye bye chị.